chiếc ô xinh xắn là vừa đủ cho sự bất thường của thời tiết những ngày này nắng mưa bất chợt trạng thái đặc trưng của tiết lập thu kết hợp với mưa ngâu sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới quý vị cần luôn mang theo mình những vật dụng cần thiết như là áo mưa ô nón để tránh bị ngấm mưa sợ tới cảm lạnh dự báo ngày mai tại hải phòng tỷ lệ mưa cao hơn hôm nay mưa vừa và rông trong cơn rông cần đề phòng xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 26 đến 31 độ độ ẩm từ 85 đến 90%. Ở các khu vực khác trên cả nước, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh dần lên, áp cao cận nhật đới tiếp tục hoạt động mạnh và lấn dần về phía Tây. Hội tụ gió lên đến 5.000m duy trì cho nên Bắc Bộ có trạng thái thời tiết là mưa rào và giải rác có rông, cục bộ sẽ có mưa to, lượng mưa cao nhất là trên 80mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 35 độ, độ ẩm cao từ 90 đến 95%. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có hình thái thời tiết khá tương đồng với Bắc Bộ. Tuy nhiên, nhiệt độ giữa các vùng có sự chênh lệch. Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, lượng mưa cao nhất là trên 70mm, nhiệt độ thấp nhất so với các khu vực còn lại, giao động từ 19 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Còn Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Lượng mưa cao nhất trên 70mm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Cảnh báo mưa rông ở hầu khắp các khu vực trên cả nước có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp. Phần cuối bản tin như thường lệ là dự báo thời tiết cho 3 ngày tiếp theo tại Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.